Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho một người phụ nữ đang sống ở châu Âu. Đất nước mà cô ấy đang cư ngụ hiện có dân số đông thứ hai và diện tích lớn thứ bảy thuộc cái khối châu Âu. Các bạn có biết đây là đất nước nào hay không? Vì khách hàng của tôi họ không có yêu cầu là giấu nước hay là không giấu nước, nhưng mà trong những cái phần mà tôi chia sẻ cùng với các bạn cũng sẽ có những cái kiến thức để cho người phụ nữ chúng ta tìm hiểu, người phụ nữ chúng ta nghe, phụ nữ chúng ta nên biết, vì những cái điều chúng ta biết đó, nó tốt cho chúng ta chứ không có hại gì cho các bạn đâu. Thế nên là hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn, đây là một trường hợp tư vấn dành cho vị khách nước ngoài và cô đặt tôi một cái giờ khá là đặc biệt. Đây là vị khách có thể nói là ở nước ngoài mà đặt một cái giờ rất là gấp, cực gấp ha. Thì cô nói chuyện với tôi khoảng 1 tiếng rưỡi. Trong khoảng thời gian như vậy thì tôi với cô cũng đã chia sẻ rất là nhiều vấn đề. Khi mà hiện trạng của cô á, tôi chỉ gói gọn, rõ ràng, nhìn vào trọng tâm sự việc của cô và nói rằng nên rõ ràng để cho tâm được nhẹ nhàng. Vấn đề của bạn đang sống ở nước ngoài thì cũng giống như tôi đang ở sống ở nước ngoài thôi. Mức chi phí của bạn ở đất nước bạn cũng khá cao, thì Nhật Bản cũng là một đất nước có vị trí hàng đầu ở châu Á. Tôi nghĩ rằng về cái vấn đề mà tiền, nguồn tiền và cũng như là cái sự chi phí và các cái lợi ích từ các quốc gia hiện đại nổi tiếng thì nó đều có cái sự khắt khe và có những cái lợi ích riêng của nó. Trong tình huống của bạn, cái mức chi phí nó cao thì đồng nghĩa rằng bạn cũng sẽ có cái mức thu nhập cao. Khi mà bạn đã có nhiều năm sống ở nước ngoài thì tâm lý của bạn cũng đã đương đầu được với rất là nhiều vấn đề dành cho những người ở nước ngoài mới có thể hòa nhập được với một cái không khí và một cái phong cách sống như thế. Rất là nhiều người không sống được ở nước ngoài. Vì sao? Vì không quen, vì không có hợp với tập quán ở đất nước đó, hoặc là bạn chưa có sẵn sàng chuẩn bị sống ở nước ngoài thì bạn sẽ gặp rất là nhiều trở ngại khi mà bạn sống ở nước ngoài. Khi mà thực sự bạn không hiểu về nó, bạn không thích nó thì bạn sẽ sống với nó một cách khổ sở. Cũng giống như chúng ta sống trong tình yêu và trong hôn nhân vậy các bạn. Khi chúng ta không hiểu về đối tượng bạn đời, khi chúng ta không thể hòa nhập được với cái đối tượng bạn đời đó thì chúng ta sống mà cảm thấy như mình đang rất là khó khăn, khổ sở trong cái cuộc sống của chúng ta. Nói đến điều này thì cũng đem đến cho bạn một cái nỗi buồn khá là lớn, đó chính là việc ở nước ngoài á, đa phần là người ta sẽ khó kết hôn mà sẽ sống với cái dạng như là partner, bạn tình, friend with benefit, một cái mối quan hệ có thể nói là dựa trên cái lợi ích hai người đều có lợi, cộng sinh từ hai phía. Tình trạng của bạn thì nó rõ ràng hơn, đó chính là bạn và người đàn ông này sống với nhau gần được chục năm rồi và có hai mặt con với nhau. Trên danh nghĩa pháp lý thì bạn và người đàn ông đó là hai người độc thân, partner, và bạn có cái tư cách sống ở nước ngoài vì con bạn có quốc tịch nước ngoài nên bạn được sống ở nước ngoài. Có rất là nhiều cách để cho người phụ nữ sống ở nước ngoài không rơi vào cái vấn đề là cư trú bất hợp pháp ở một đất nước văn minh tiến bộ. Thì trong trường hợp này về vấn đề cư ngụ thì bạn không có vi phạm và bạn đã có cái dạng vĩnh trú rồi. Thì ở trong cái trường hợp như bạn thì cái điều mà bạn quan tâm nhất ở đây đó chính là cái vấn đề giữa bạn và đối tượng bạn tình của bạn. Có thể gọi là chồng đi ha. Người Việt Nam mình nếu mà sống với nhau một thời gian dài khoảng chục năm mà có con mà không phản bội thì người ta gọi là chồng, gọi trên danh nghĩa là vậy. Có thể là người ta không có biết là bạn có kết hôn hay không, nhưng mà ở một cái cách như vậy thì người ta vẫn gọi đơn giản đó là chồng của bạn, một người đàn ông sống cùng với bạn và người ta thường thấy thì người ta gọi là chồng của bạn. Trong tình huống này, người đàn ông của bạn đang có một người thứ ba, mà cái đối tượng người thứ ba đó chính là học sinh của chồng bạn. Thì bây giờ trong cái tình huống một người phụ nữ ở nước ngoài, họ sẽ không có cái cách hành xử giống như ở Việt Nam. Ví dụ như Mỹ, người Mỹ á, người Việt Nam sống ở Mỹ thì có những cái cách hành xử rất giống người Việt Nam ở Việt Nam. Nó chỉ khác cái môi trường là ở Mỹ và ở Việt Nam thôi. Còn những cái nước khác, ví dụ như là Pháp,
rồi Anh hoặc là Thụy Sĩ hoặc là Singapore hoặc là những cái nước ví dụ như là Áo, Đức hoặc là Ý, thì tôi thấy rằng những người phụ nữ mà tôi tư vấn nha, không phải là tất cả, có lẽ là người Việt Nam ở tất cả các quốc gia nhiều khi chưa có từng tư vấn hết tôi về cái số lượng người Việt Nam sống ở những cái châu khác, nhưng mà đại diện những cái đất nước đó thì họ phản ánh với tôi rằng họ không đánh ghen theo cái kiểu Việt Nam là gặp người thứ ba để chửi, gặp người thứ ba để nói chuyện, gặp người thứ ba để mà phân định trái phải đúng sai, rồi không có cái kiểu mà đi đánh ghen lột đồ hoặc là tấn công người ta, bao vây người ta, không có cái chuyện đó, mà người ta chỉ có nói chuyện với cái đối tượng bạn đời, bạn tình, partner của mình, chứ người ta không có mang cái tính là công kích người thứ ba hoặc là đi tìm người thứ ba để mà đấu tranh, để mà dạy đời, để mà van xin hay là để mà đe dọa. Chính vì trong cái tình huống này thì bạn cũng là người phụ nữ có cách hành xử văn minh giống như đất nước bạn đang sống văn minh và hiện đại như vậy. Bạn chọn cái cách là nói chuyện với người bạn đời của mình, và khi mà bạn cảm thấy rằng bạn không làm gì sai, và tôi tin rằng bạn không phải là cái kiểu người phụ nữ hành xử sai, tại vì khi nói chuyện với bạn, bạn đã thể hiện cái sự văn minh, đã thể hiện được cái sự lịch sự, thể hiện được cái tư duy tốt của một người đàn bà sống ở đất nước văn minh, thì rõ ràng là không phải là tệ hại đến mức mà người đàn ông phải gọi là chán mình. Nhưng mà thực tế cho thấy rằng là một mối quan hệ nó dài, nó bền như thế nào đi nữa thì nó vẫn có những cái lúc gọi là cơm không lành, canh không ngọt. Và khi mà người ta sống với nhau ở cái tư cách partner, bạn tình hoặc là friend with benefit, không có kết hôn á, thì nó cũng một phần nào đó không ràng buộc quá mạnh về cái mặt trách nhiệm. Ý thức là cái chuyện tự nguyện, chứ không cần phải bắt buộc, không cần phải đòi hỏi. Nhưng mà ở nước ngoài, ở phương Tây á, thì cái chuyện này người ta khá là có trách nhiệm trong lời nói, chứ không phải là nói láo hay là nói rồi không làm. Về cái vấn đề mà được trợ cấp tiền nuôi con hoặc là cùng với bạn xây dựng cuộc sống á, thì tôi thấy là anh ấy cũng thực hiện một phần nào đó trách nhiệm, nhưng mà tôi không có ngửi thấy cái hương vị gia đình trong ngôi nhà của bạn. Điều này tôi nói thì làm cho bạn khá buồn, nhưng mà chúng ta phải nhìn vào những nỗi buồn để giải quyết những cái sự không vui trong nỗi buồn đó thì chúng ta mới có được ngày vui. Thế nên là bây giờ tôi chia sẻ với bạn một cách thẳng thắn như sau đây. Thứ nhất á, là người đàn ông đó không có tạo nên một cái không khí cho gia đình của bạn, tức là bạn đã từ ở một nơi khác đến nơi này để sống, và anh ta đang làm một cái công việc quản lý, và thời gian dường như là anh ta để dành hết cho cái công việc đó. Khi mà nghe bạn nói về cái thời gian của anh ta thì tôi cứ nghĩ là anh ta làm chủ, tức là anh ta là người bỏ tiền ra để làm cái tiệm đó, nên anh ta mới làm theo cái kiểu sống chết như vậy. Ít ra người ta phải có một ngày dành cho gia đình. Và nếu mà bạn nói rằng anh ta không dành cho gia đình thì bạn có một cái điểm dở ở đây nè. Người ta đã không chủ động làm điều đó mà bạn lại chờ cái sự chủ động của họ. Chính bạn không chủ động tạo nên cái thế giới hạnh phúc cho gia đình bạn. Có rất là nhiều người phụ nữ sẽ đổ thừa cho tại vì đàn ông không làm điều đó nên là gia đình tôi mới thế. Vậy cái câu hỏi đặt ngược lại cho các bạn là các bạn tại sao không chủ động tạo nên điều đó để làm cho thế giới của bạn được sống sinh động và hạnh phúc theo cái cách bạn muốn, mà bạn cứ chờ người đàn ông, trong khi đó người đàn ông đó đang ở cái vai trò là partner, đang ở cái vị thế là hai người tương sinh với nhau, hai người đồng hành, chứ người đàn ông đó chưa thực sự là chồng của bạn. Không có nghĩa là chúng ta nghĩ rằng người đàn ông là chồng chúng ta sẽ đùn đẩy tất cả mọi việc cho anh ta, mặc cho dù anh ta là chồng đi nữa, bạn cũng là một người cùng với anh ta tạo nên cái mái nhà hạnh phúc của bạn mà. Bạn đã không có tổ chức được cái hương vị trong ngôi nhà của mình. Bây giờ tôi đặt cho bạn một cái câu hỏi trọng tâm vấn đề này. Chồng bạn làm bán sống bán chết như vậy, cứ tưởng là chồng bạn làm hai job, hai công việc, nhưng mà thực tế là chồng bạn làm có một công việc thôi. Nếu mà làm một công việc như thế mà chiếm thời gian như thế, cho dù lương 100 triệu đi nữa, tính theo đồng Việt Nam á hả, tương đương cỡ đó đi, 100 triệu là 5.000 đô, tính 5.000 đô đi, đô 20 cho dễ tính ha. Chồng bạn làm được 5.000 đô và bạn cũng đi làm. Bạn đi làm á thì công việc từ thứ hai cho đến thứ bảy, bạn nghỉ được một ngày. Thì cái vấn đề là ngày nghỉ của bạn lại không trùng vào cái ngày nghỉ của anh ta. Vậy thì
cái việc mà anh ta nghỉ thì anh ta chỉ nghỉ được một buổi sáng thôi, anh ta chỉ nghỉ 4 tiếng thôi, 4 tiếng buổi sáng hoặc là 4 tiếng buổi tối thôi. Thì tại sao mình không tạo dựng cái cuộc sống nó vui vẻ gia đình vào 4 tiếng anh ta nghỉ, mình tận dụng hoàn toàn 4 tiếng anh ta nghỉ để cho gia đình của mình. Và tại sao mình lại làm điều này khi mà mình phát hiện ra, có nghĩa là sau khi phát hiện ra anh ta có người thứ ba thì mình mới làm. Tức là từ trước đến giờ mình chưa tập trung vào cái chuyện xây dựng gia đình và tổ chức cuộc sống ra sao. Và bạn và anh ấy vẫn chưa từng nghĩ đến cái chuyện sẽ kết hôn với nhau. Khi mà anh ta đã vì tiền kết hôn giả với một người phụ nữ khác. Bây giờ anh ta đã làm xong cái điều đó rồi. Vậy cái số tiền mà anh ta được thụ hưởng từ cái việc mà kết hôn giả đó, anh ta có dùng vào cho bạn hay không? Hay là anh ta làm sống làm chết, anh ta để một cái tài khoản riêng, bạn cũng làm và để một tài khoản riêng, và bạn và anh ta không cùng xây nên một cái mái ấm gia đình, trong khi bạn và anh ta đã có hai đứa con chung. Bạn và anh ta không có tài sản chung, chỉ có con chung, hai bạn thì không có nợ chung. Tuy nhiên thì trong cái tình huống như vậy thì bạn có thấy rằng một gia đình như vậy nó đúng nghĩa là gia đình hay không? Anh ta có vẻ sống theo cái cách của anh ta, tức là anh ta nghĩ rằng nếu mà không có tiền thì tôi sẽ không còn tồn tại. Chính vì như vậy mà anh ta làm sống làm chết. Cái vấn đề chúng ta làm ra tiền để làm gì cả? Ví dụ như khi mà chúng ta làm ra tiền là chúng ta phục vụ cho gia đình, hoặc là chúng ta phục vụ cho một cái mục đích lâu dài hơn, đó chính là mua một ngôi nhà. Và bạn đã trả lời tôi rằng là theo cái sự tư vấn của người làm bên ngân hàng á, người tư vấn luật á, thì nói rằng bây giờ là cái thời điểm tiền lãi nó cao, do đó là không phù hợp để mà mua nhà. Cái vấn đề tôi muốn chia sẻ với bạn như thế này nè. Mình nếu mà suy nghĩ quá lâu cho một tương lai mà quá xa thì có thể chúng ta sẽ không bước đến được 1 năm, 2 năm tới trước mắt, chứ đừng có nói là xây một cái tòa lâu đài 20-30 năm về sau. Mình chỉ sống được trong cái khoảng giây phút này cho đến vài tháng tới, mình cũng không biết chừng tối nay ngủ ngày mai lên bàn thờ rồi, mình không có biết được điều này. Nhưng mà trong cái khoảng dự định mà mình có thể làm được, đó chính là suy nghĩ ngắn thôi, một cái khoảng thời gian ngắn nào đó để bạn có thể set up một cái kế hoạch được tạo dựng trong một khoảng thời gian ngắn. Còn khi sống với nhau gần chục năm trời, có con chung, không có nhà chung, không có gì chung, không có thời gian chơi chung, không có một cái gì gọi là chung trong gia đình đó, thì cái cuộc sống của bạn nó sẽ là một cái yếu tố khiến cho người ta nhàm chán và ngột thở, giống như chồng bạn đã nói. Anh ta cảm thấy cuộc sống như vậy quá chán, bởi vì ngoài công việc ra không tìm thấy được niềm vui ở người bạn đời, không tìm thấy tiếng cười, hoặc là không tìm thấy cái nguồn động lực sống trong cuộc sống, thì người ta không biết sống để làm gì. Thế nên là tôi mới nói với bạn, có một video tôi thực hiện đó, lo lắng cho tương lai mà đánh mất hiện tại. Các bạn lo nhiều quá cho tương lai, và các bạn cũng thấy rồi đó, ở bên nước ngoài người ta có một cái cách là cho con ngủ phòng riêng để tránh ảnh hưởng đến cái thế giới của cha mẹ. Bởi vì cha mẹ và con cái ngủ chung á, có vẻ như chúng ta nhìn thấy là gia đình nó ấm áp yêu thương, nhưng mà thực tế là nó đang giết dần những cái sự quan tâm của vợ và chồng dành cho nhau. Chúng ta vì con nhưng mà lại không vì nhau, thì cái đoạn đường vì con đó nó sẽ làm cho người ta chán và người ta không thấy cái động lực sống hàng ngày để người ta phải quyết tâm cố gắng lo cho những cái ngày xa hơn. Rất là nhiều người bị sai lầm ở chỗ này, lúc nào cũng đặt ra một cái tương lai rất là dài cho con, cho chúng ta, nhưng mà chúng ta lại không vun đắp cái hiện tại trong ngày hôm nay. Những ngày hôm nay không tươi vui, không hạnh phúc thì làm sao có động lực để ngày mai đi tiếp ta? Ngày nay không đổ xăng thì làm sao ngày mai có nguyên liệu? Đó, nói rõ ra cho các bạn hiểu là như thế. Chúng ta cứ hy vọng là ở 1-2 năm nữa chúng ta sẽ xây nhà, 1-2 năm nữa chúng ta hẵng mua nhà, trong khi đó cái tiền mua nó bằng tiền thuê. Cái vấn đề này á, phải nói với những người nào mà ở nước ngoài á, đi thuê nhà thì mới hiểu được. Còn ở Việt Nam thì người ta vẫn suy nghĩ khác đi về cái tư duy như vậy. Trong cái tình huống của bạn á, thì bạn đã cho rằng bạn đã làm hết cách rồi, và bạn đã làm tất cả mọi thứ, kể cả việc mà đi phẫu thuật thẩm mỹ để mà có được anh ta. Ví dụ như là ngực nhỏ thì đã làm cho nó đầy đặn lên rồi, da bụng bị trùng thì bạn đã đi cắt rồi, rồi cờ hiêm mà nó rộng thì bạn đã thu nhỏ làm đẹp cái vùng kín để mà mong người đàn ông đó hài lòng với những cái gì mình đang trang bị trên cơ thể của mình. Nhưng mà vấn đề ở đây á,
thì cho thấy rằng sau khi mà làm điều đó là bạn phát hiện ra chồng bạn đã có những cái dấu hiệu phản bội ngoại tình, có một người đàn bà khác bạn mới làm. Vậy là chứng tỏ từ trước giờ bạn không có ý thức là bạn làm cho đẹp hoặc là giữ gìn cái vẻ đẹp của mình để duy trì hạnh phúc. Đó. Bạn cho rằng cái việc mà bạn làm sau khi có một ai đó đang là một cái đối tượng xâm hại, làm cho bạn có cảm giác không an toàn trong hôn nhân, trong tình cảm thì bạn mới làm điều này. Chứ nếu mà không xảy ra điều này thì chưa chắc bạn đã làm điều đó, đúng không? Vậy là ý thức bảo vệ người tình hoặc là ý thức xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt bạn đời, partner là bạn không chú trọng lắm. Chính vì khi thấy anh ta sao lãng bạn mới đi làm. Giống hệt như là mất con bò rồi chúng ta mới nghĩ đến chuyện ôi chết rồi, không làm cái chuồng nên con bò nó chạy mất. Bây giờ làm cái chuồng xong rồi, làm cái chuồng rất là đẹp nhưng mà bò nó không có vô chuồng nữa mà nó chạy ra cái đồng cỏ khác rồi. Đó, giống như trường hợp của bạn ha, đã đi phẫu thuật ngực rồi siết vùng mỡ bụng rồi cắt da trùng rồi phẫu thuật em bé làm rất đẹp rồi, nhưng mà cái đối tượng để phục vụ á thì có vẻ như lại sao lãng bạn. Thế nên là chinh phục đàn ông bằng tình dục á, tôi vẫn không tin, bởi vì khi người đàn ông đã mất cảm xúc với bạn rồi á thì bạn không thể chinh phục người ta bằng tình dục được, mà đầu tiên mình phải làm cho người đàn ông đó có cảm xúc, có tình cảm, có cái cảm tình, có thiện cảm, muốn nói chuyện với mình, vui vẻ với mình thì người ta sẽ phát sinh ra cái vấn đề tình dục sau đó. Đừng có nghĩ là thống trị đàn ông bằng tình dục được, trừ cái thằng dâm dục mình mới làm cho nó ham dục được. Còn cái người mà người ta đã chán mình bởi vì mình cư xử, vì mình không đẹp, cho dù mình có uốn éo giống hệt như các cô mà đóng phim set hoặc là các cô vũ nữ mà múa cột đó, cũng không có gây cho người ta cảm xúc đó. Bởi vì cảm xúc nó đã bị lụi tàn, nó đang tắt từ từ, nó lụi 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 luôn, thì làm sao mà bùng lên một cái mà bỗng nhiên anh ta hứng dục với bạn liền, cái đó là vô lý. Và phần nữa là do chúng ta sống với nhau quen quá rồi, chúng ta không có cái cảm giác lạ, nên là cho dù cái rau muống mà nó đem đi xào hay đã đi luộc hay là nấu canh chua cá lóc có rau muống thì nó vẫn là cọng rau muống, chứ nó không thể nào trở thành cọng rau cải hoặc cọng rau cần được. Cái bản chất rau muống nó là rau muống. Cũng như chúng ta cho dù có phục hồi bao nhiêu đi nữa thì chúng ta cũng là một người phụ nữ 40 tuổi. Ví dụ như tôi đi phục hồi đi, tôi cũng là một người phụ nữ trẻ hơn 43 tuổi. Chứ tôi không thể nào trẻ như một cái cô gái 18, hoặc là tôi trẻ như một cái cô bé mà thiếu thiếu niên hoặc thiếu nữ được. Thế nên là chúng ta ở tuổi nào thì mang một cái vẻ đẹp trong cái độ tuổi đó. Và vẫn hy vọng rằng những người đàn ông á, khi mà sống bên cạnh các bạn thì cảm nhận được vẻ đẹp của các bạn theo cái độ tuổi của các bạn và cái cách hành xử của bạn, hoặc là người ta cảm nhận được một cái điều gì đó ý nghĩa ở bên bạn, có cái sự cần thiết cho họ trong cái việc mà họ sống chung với bạn mới là cái yếu tố giữ chân được người ta. Chứ người đàn ông đó bây giờ đang yêu, đang say một cái cô học sinh, mà cái cô học sinh đó sinh năm 90 thì rõ ràng là cô ấy chênh bạn cả mười mấy tuổi. Tất nhiên là làm sao mà bạn trẻ bằng cái người phụ nữ 18, 20 hay 25 được, đúng không? Cho dù bạn có làm trẻ, tái tạo làn da, da bạn có đắp bằng sữa ông chúa hay đắp bằng kim cương đi nữa thì nó cũng là một người phụ nữ đã già mà đang phục hồi lại để cho đừng có già hơn số tuổi, thế thôi. Nhưng mà vấn đề chính yếu là người đàn ông đó không còn cảm tình, cái cảm xúc của người ta nó đã bị giảm dần trước đó rồi. Đến khi mà mình phát hiện ra thì mình mới ôi tôi phải đi tân trang lại, tôi phải làm cho bưởi tôi to lên, rồi cái bụng tôi nhỏ xuống, chim tôi phải nhỏ xuống thì mới giữ được chồng, thì lúc đó đã muộn rồi. Cái cảm xúc người ta đã không còn hăng bên mình nữa thì mình có làm như thế nào đi nữa người ta cũng không thích mình. Thế nên là vấn đề ở đây á không phải là bởi vì người phụ nữ không giữ được chồng, mà là vấn đề là người đàn ông đã từ từ lạc lõng ra khỏi vòng tay của bạn từ rất lâu rồi. Đó. Bạn thì cho rằng mình không làm gì sai và bạn rất là muốn chỉnh sửa hàn gắn, nhưng cái vấn đề bạn đặt ra ở đây ấy là bây giờ mà bạn xuống nước hoặc là bạn có những cái biểu hiện là muốn anh ta quay lại với bạn thì bạn có cảm giác là giở hơi cám lợn hoặc là nó buồn cười. Tôi thấy không có gì buồn cười. Bạn giữ hạnh phúc của mình, bạn đạt được những gì bạn mong muốn thì cái đó gọi là bạn uyển chuyển trong giai đoạn hôn nhân, chứ không có nghĩa là bạn ngu, bạn khờ hay là bạn đánh giá bạn quá tệ khi mà bạn phải chiều lụy một người đàn ông.
Nếu bạn yêu thích một ai đó thì cái việc mà bạn hy sinh cho người đó, bạn làm mọi việc để có được họ đâu có gì gọi là xấu hổ đâu. Với lại nữa là có nhiều người đàn bà nghĩ rằng á, tôi có thể chết vì người đàn ông này. Anh ta đâu có cần bạn chết đâu. Anh ta không cần bạn chết. Trong cái tình huống của bạn, nếu bây giờ chồng của bạn đã rõ ràng và cũng như là bạn đã khẳng định rằng chính bản thân bạn đã rất là cố gắng, nhưng mà tôi vẫn cho rằng 1 năm vừa qua bạn cố gắng theo cái cách của bạn, thì nếu mà bạn đã không chọn tôi là cái người tư vấn đồng hành để chỉnh sửa những vấn đề của bạn trong hôn nhân, thì tôi vẫn có lời khuyên dành cho bạn, đó là hãy chọn những nhà tư vấn khác. Đặc biệt là trong quá trình mà tôi tư vấn thì tôi cũng nói với bạn rồi đó, nếu mà không chọn tôi bạn nên chọn ai, thì tôi đã giới thiệu cho bạn rồi, để cho bạn có thể thay đổi chỉnh sửa hôn nhân. Hôn nhân của bạn đã đáng giá, tại vì bạn đã phẫu thuật 3 vùng như vậy mà tốn đến cả tiền 100 triệu trở lên, hàng trăm triệu trở lên, 200-300 triệu trở lên, thì cái việc mà bạn bỏ tiền ra để mà tìm một người giúp cho bạn chỉnh sửa hôn nhân là cái điều mà bạn nên nghĩ đến. Vì hôn nhân của bạn đáng giá, bạn đừng có nghĩ rằng bạn có thể làm được. Bởi vì bạn không làm được thì tình trạng nó mới diễn ra như thế này. Có rất là nhiều người phụ nữ cho rằng tôi có cái trình độ đại học, tôi là người thông minh, tôi là người giỏi, tôi có thể làm được tất cả mọi thứ. Nhưng mà xin thưa với các bạn, mỗi người có một cái sở trường riêng. Chính vì vậy nên cái xã hội này mới tồn tại đa dạng, phong phú và nhiều màu sắc. Cái việc mà bạn không làm được không có nghĩa là người khác không làm được bạn nha. Nên nhớ cái điều này. Và có những điều người khác làm, người ta làm bạn nhìn thấy rất dễ, bạn nghĩ rằng bạn cũng làm được, nhưng mà xin thưa, không quen không làm được. Thế nên là nếu mà bạn đã bỏ tiền để mà tân trang bên ngoài của bạn và bạn vẫn chưa có cách nào để mà chỉnh sửa cái mối quan hệ giữa chồng, bạn tình, partner của bạn với bạn tốt hơn, để đưa về một cái mối quan hệ phục hồi tạm thời trong giai đoạn này đi nữa, thì tôi vẫn nghĩ là điều cần thiết. Vấn đề chính yếu là bạn cần phải đầu tư cho chính cái mối quan hệ này. Nếu mà bạn không thành công thì sao? Thì đằng nào bạn cũng làm đẹp cho mình rồi, và bạn đã có thêm những cái kiến thức tốt đẹp. Nếu mà cái điều đó không phục vụ cho cái người đàn ông và cái mối quan hệ mà bạn đang muốn xây dựng hiện tại này được á, thì bạn cũng đã trang bị cho mình những cái kiến thức hành trang cho những người đến sau đó. Cái vấn đề này tôi muốn chia sẻ với bạn. Chúng ta đừng có đưa mình vào cái thế là giá như nếu mà. Nếu mà ngày xưa em chịu nhún xuống một chút thì mọi việc nó đã không trở nên như thế này. Giá như mà ngày xưa em như thế này thì sự việc nó đã không xảy ra như thế này đâu. Đừng có ở trong một cái trạng thái nếu như giá mà ước gì, không có nên như vậy. Chúng ta nên sống thực tế và rõ ràng, làm tất cả mọi thứ cho hiện tại để mà chúng ta không bao giờ tiếc nuối về một cái ngày nào đó mà chúng ta đã chưa từng cố gắng. Rất là nhiều mối quan hệ trở nên tan vỡ sau đó rồi cứ hối tiếc mãi là ước gì ngày xưa tôi có cái độ tuổi như bây giờ, những cái hiểu biết của tôi vào cái thời điểm bây giờ tôi có thể làm tốt hơn, tôi có thể chỉnh sửa nó tốt hơn. Những thứ mà bạn không cố gắng trong ngày hôm nay á, thì luôn luôn là cái sự hối tiếc cho một cái ngày nào đó về sau. Khi mà chúng ta cố gắng hết sức mà chúng ta không có được thì chúng ta nên buông một cách rõ ràng cụ thể, chứ không có nên ở trong cái trạng thái yêu mà không có dám làm tất cả cho tình yêu đó, mà miệng thì cứ nghĩ rằng em có thể yêu anh đến chết, không có anh em sống không nổi. Nếu mà đã nghĩ được đến như thế thì tại sao mình không cố gắng để mình có được người đàn ông đó một lần nữa? Nếu không có được thì chia tay luôn, không bao giờ phải hối tiếc nữa. Nên sống rõ ràng như vậy thì tâm mình mới nhẹ nhàng, mình mới không bị khổ đau, và mình chẳng bao giờ tiếc, và mình chẳng bao giờ đưa mình vào cái thế là quay lại với người cũ. Đó. Những điều như vậy là những điều mà tôi muốn chia sẻ cùng với bạn. Bạn nên quyết đoán rõ ràng. Nếu cảm thấy mình tự tin, đủ khả năng xoay chuyển được tình huống thì hãy cố gắng thêm lần nữa. Còn đừng có bao giờ nghĩ rằng cái việc mà mình làm như vậy là bị quê. Cái chuyện mà chồng bạn từ chối bạn, không quan hệ tình dục với bạn mà lại chọn cái cách mà anh ta tự xử thủ dâm á, thì nói lên rằng cái thời điểm mà bạn mời anh ta cảm thấy không hứng thú. Và bạn đừng bao giờ nghĩ rằng tình dục có thể làm cho người đàn ông buông những cái vấn đề mà anh ta chán ghét ở đấy bạn. Cái điều đó có thể, nhưng mà vào một giai đoạn nào đó thôi, chứ không phải là luôn luôn đúng. Và khi mà người đàn ông đã không xem trọng tình dục ở nơi bạn, mà người ta dùng cái cách thủ dâm,
hoặc là phụ nữ cũng có những người vậy, người ta không ngủ với chồng mà người ta phải thủ dâm, thì cái đối tượng người đó đã không trở nên hấp dẫn và khiến cho người ta cảm thấy quan trọng đến mức người ta phải cần có cái điều đó đó. Thì lúc này bạn đừng có đánh giá người ta là chỉ là cái đối tượng người đàn ông ham dâm dục, người ta không thèm luôn, có cơm mà người ta không thèm ăn cơm, là cái vấn đề món cơm đó nó làm sao rồi ha. Mình ở đây không tự xem thường mình, không đánh giá mình thấp, nhưng mà mình phải xem lại là đừng có nghĩ rằng ai cũng vì nhục dục để mà thỏa mãn. Người ta khi mà đã không cần bạn, người ta tự làm được mà. Vấn đề chính yếu là cái sự tổn thương ở nơi họ, hoặc là một cái điều gì đó họ cảm thấy không ưng ý, họ không hài lòng thì họ từ chối. Việc mà bạn bị người ta từ chối, bạn đang bị chạm đến cái tôi, vì bạn luôn luôn nghĩ rằng lần nào cũng được hết. Nếu mà bạn bị từ chối là bạn sụp đổ. Vậy thì có bao giờ bạn nghĩ rằng cái việc mà quan hệ tình dục như vậy á, là anh ta đã biết là do bạn nghĩ anh ta là cái thằng dâm dục, anh ta là cái người mà cần cái đó, nên bạn muốn lấy cái đó của anh ta để anh ta đừng có đem cho người đàn bà khác. Nếu mà người đàn ông đọc được suy nghĩ của bạn thì họ sẽ chán cái việc ở với bạn. Người ta có cảm giác bạn không say mê người ta bằng cái tình yêu của bạn dành cho anh ta, mà bạn chỉ muốn lấy đi cái sinh lực của anh ta để anh ta đừng có làm cái điều đó với một người đàn bà khác, thì chính anh ta lại có cái cảm giác bị thất vọng, bị xem thường. Thế nên là trong cái lúc mà bạn đề nghị hoặc là bạn có cái ý muốn gần gũi anh ta, khi mà anh ta từ chối như vậy, bạn cảm thấy tổn thương khi mà anh ta bo xì bạn, anh ta né bạn. Đây là cái cảm giác mà bạn cần phải vượt qua, đó là sự tiêu cực. Không phải là ngày hôm nay của anh ta đối xử với bạn như vậy, nó sẽ mãi luôn luôn là một cái ngày nào đó mà bạn phải đối diện. Hôm nay nó chỉ là hôm nay thôi. Và nếu mà bạn muốn thay đổi điều đó thì bạn phải vượt qua được cái tâm lý tiêu cực của mình. Mình đừng có nghĩ là mình xuống nước với chồng hay với bạn đời hay với partner thì mình giả hơi cắm lợn, hoặc là mình làm cái điều đó mình thật là quê, mình thật là xấu, mình thật là tệ. Nếu mình yêu một người mình có thể chết vì người ta thì những điều đó không gọi là tệ, mà bạn đang muốn hàn gắn, đang muốn chỉnh sửa. Và mình xem lại về cái khoảng thời gian, không gian khi mà mình sống cùng với người đàn ông đó. Khi mà người đàn ông đã nói ra cái trọng tâm của vấn đề là anh ta đang chán cái mối quan hệ này, vậy thì cái nguyên nhân chán từ đâu bạn phải khắc phục từ đó. Biết sai lầm ở đâu thì mình sửa ở nơi đó, thì nơi đó sẽ là cái nơi mà đem đến cho bạn cái hiệu quả giá trị cao nhất trong cái việc chỉnh sửa hàn gắn bạn nhé. Rất là cảm ơn bạn đã chọn tôi là người tư vấn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quý báu để theo dõi phần tư vấn của tôi rất là dài trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những vấn đề chia sẻ khác nhé.